chào quý vị và các bạn. Thời tiết nhiều khu vực trên cả nước đang có diễn biến xấu. Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục cảnh báo mưa dông diện rộng vào chiều mai. Còn ở Bắc Bộ thì từ chiều tối và đêm mai cũng sẽ bước vào một đợt mưa lớn kéo dài. Đêm nay thì dự báo là mưa sẽ bắt đầu xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có những điểm mưa to. Từ chiều tối và đêm mai cho đến ngày 23 tháng 5, tức là thứ hai tuần tới, thì mưa sẽ lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Tổng lượng mưa có thể lên tới từ 100 đến 200mm và có những nơi lượng mưa còn vượt 250mm. Với một đợt mưa lớn lại kéo dài nhiều ngày như vậy thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Thời điểm bắt đầu xảy ra đợt mưa tức là vào chiều tối và đêm mai, do không khí bị xáo trộn, bất ổn cho nên thường kèm theo dông lốc và sấm sét. Hiện tượng này thì có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào thuộc khu vực Bắc Bộ. Từ thứ Bảy cho đến thứ Hai thì nguy cơ về dông sét sẽ giảm. Thế nhưng trong những ngày đó thì người dân lại cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng như là lũ quét, sạt lở đất. Do đây là 3 ngày cao điểm mưa lớn. Đặc biệt chú ý là vùng núi thuộc các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Đối với Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng tiếp tục có mưa dông diện rộng vào chiều ngày mai. Có những nơi mưa to từ 40 đến 80mm, kèm theo đó là lốc và gió giật mạnh. Mưa dông cũng xảy ra trên nhiều vùng biển, trong đó có hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Mưa vừa làm giảm tầm nhìn, lại vừa tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.